Chào tất cả cô chú anh chị em và các bạn đang xem kênh Tấn Nguyễn Vlog Chúa đây ha. Hôm nay mình đưa cả nhà vô ăn buffet nè cả nhà. Buffet này nằm ở Santa Rosa cả nhà. Cả nhà thấy không? Buffet này rất là lớn. Nó super buffet này cả nhà. Nó mình quay cả nhà xem. Tiệm rất là lớn cả nhà. Ok. Cần khẩu trang. Khẩu trang hả? Ở đây khẩu trang chưa? Đó, tiệm buffet đây rất là lớn. Giờ cả nhà vô mà tụi mình vô ăn buffet nha cả nhà. Tiệm buffet đây rất là lớn. Rất là rộng. Okay. I don't know yet. Just water. Water? Yeah, just water. Or hot tea is fine. Yeah, two hot tea. Tất cả đồng tiền cả nhà ra đây. Trà nóng bây giờ. Đây là những cái đồng tiền của các nước này cả nhà thấy không? Đủ loại luôn. Mình quay sơ cái cảnh cho cả nhà xem. Buffet này rất là lớn cả nhà. Nó ngăn từ phòng là cả nhà. Mùa dịch thì nó làm rất là kỹ. Giờ mình tìm cái chỗ nào mình ngồi cho lý tưởng chút cả nhà. À, rất là đẹp, trong không gian này rất là đẹp cả nhà. Santa Rosa nằm nghe tiệm buffet rất là lâu mà mình chưa ăn. Giờ mình vô đây ăn lần đầu tiên này cả nhà. Ở đâu vậy? Ok. Mình ngồi chỗ này. Không khí này rất là đẹp. Ok. Đây những cái cảnh. Ở nhà không? Đây cảnh người phụ nữ ôm lúa nè, cảnh đồng quê nè. Đây cảnh ở miền quê của Việt Nam mình hết rồi cả nhà. Nhà hàng chắc là nhà hàng bao. Nhìn cảnh giống cảnh Việt Nam cả nhà thấy không? À, đây là cái cầu ở ngoài Hội An như nè. Ngoài Bắc à. Giờ mình lấy dĩa này kiếm đồ ăn cả nhà. Mình quay sơ cho cả nhà những món ăn nha. Đây là cơm nè cả nhà. Cơm, mì rất là nhiều. Đây là đậu xào. Đây là cá nè cả nhà. Còn bắp, cả nhà thấy không? Mực xào rất là ngon. Còn tôm, nấm xào. Đậu que xào rồi nè cả nhà. Xào xì dầu á. Kiểu người Tàu ăn rất là ngon cả nhà. Đó. Còn cái này thì cái gì mình không biết luôn nữa. Mình quay sơ những món ăn ở đây cho cả nhà xem. Đây nghiêu. Nghiêu xào nè. Xào nhiều heo luôn nha. Còn đây tôm, hải sản rất là nhiều. Đây mực, cá rất nhiều. Đây em quay vòng vòng được không anh? Oh, sorry. Oh, sorry. Đây là heo cũng heo, lấy con heo đi. Mình mà tưởng nhà hàng này người Việt mình nói chuyện mà nghe lộn được là mình không biết là phải người Việt đâu. Thì rất là nhiều. À, mình lấy một con heo thôi. Đây là đây. Còn đây là cái này cái gì vậy? Đây cá. Con cá này rất là ngon cá. Đây nhà 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 buffet mình muốn ăn gì nè. Cá rất là nhiều nè, bên đây cá. Hiểu không? Cá nè, chả giòn. Ăn món gì mà mình không ăn chắc ăn thì nha. Còn bánh mì, bánh mì bên bên nổi. Có nhiều nhúc nữa nha. Còn đây là cánh gà. Tôm này tôm. Tôm ăn bọt quá nha. Còn cánh gà này cánh gà nó bọt. Đây thịt heo sổ lụi nướng nữa nha. Còn đây những món súp. Giá cho nhà nha. Đây là cá chảo. Đây là bánh bao. Đây là súp. Rất là ngon đấy nha.
qua đây mình quay ai sáng cho cả nhà xem. À, đây mực xào mình bỏ đây mực xào rất là ngon. À, mình ăn vài miếng thôi, thử không thích vài miếng thôi. À, mình ăn hơi sẻ. Còn tôm này mình ăn thừa lắm đấy nha, mình ăn ngoan. Còn đây là trái đào mình nha. Còn đây là sushi. Tôm sushi mình sẽ không có miếng cái này. Cái mũ sushi nè. Còn đây tôm hai dưới con đầy nè. À, đây là bánh ngọt đó nha. Bánh ngọt rất là nhiều. Đây là bánh dẻo. Còn đây là nè, bánh tráng heo. Rất là nhiều. Còn bên đây là trái cây. Mình là quay lên. Đây là bánh ngọt đó nha. Này gâu khâu nè, dưa hấu. Rất là đẹp luôn. Cái này là kem, kem nó sắp vừa nè các nhà. Rất là nhiều món. Qua đây mình lại tí nước sốt cho nè. Lấy nước sốt thì có rồi. Đây lấy nước sốt rồi. Ok. Rồi mình ra ăn cho nhà. Ờ à. Mời cái nhà mình nha. Đây buffet. Mình đi trên đường về nó buồn quá, mình ghé với bạn buffet. Mình rất thích ăn con hàu này, chứ con bầu ngư cái nha. Mùa này bầu ngư chưa cho bắt chứ, cho bắt con hàu. Bầu ngư mình tái chanh ăn rất là ngon. Dẹp đang hàu mình. Ngon quá nha. Mình lấy bao nhiêu mình ăn hết cái nhà. Nếu mà ăn không hết thì nó tính tiền thêm đó nha. Hình như là tính 5 đồng thôi nha. Tính thêm 5 đồng. Chúc mình quay cho cả nhà xem cái bảng tính thêm. Nếu mà ăn gấp mà ăn không hết thì nó tính tiền thêm. Thì nhà hàng nào cũng vậy. Cái quê nào chỗ nào cũng vậy. Nếu mà không có tính tiền thêm thì khách lấy rất là nhiều. Ăn không hết cũng bỏ phí lắm. Tính tiền thêm thì nó lấy hết tức lấy lại. Đây con cá ở nhà giống cá chốt. Cá là mình rất là thích. Vô đây mình lấy đồ mình có tay. Phúc phê này rất là ghét đấy nha. Cái nhà này cũng đi theo một đấy á. Santa Rosa rất là ngon. Trong đào thao của Santa Rosa. Nước sốt là nước sốt. Đấy đấy. Tại vì cá mình rất là thích ăn. Còn thịt heo rồi là thích ăn lắm. Cá hải sản là mình rất là nghiền hết. Trong đây có nhiều món nữa. Đây là sushi. Trước tiên mình cầm dĩa để dạo một vòng thấy đồ ngon mình gấp cái thứ thôi. Khi nào mình ăn thấy ngon á mình hay gấp thêm, đừng có gấp nhiều quá một thứ ăn ngon mình bỏ hết tức tiền.
Đây giúp anh nha, có người cao rất là ngon, ngon quá. Hào ngon rồi, con này cũng ngon rồi. Con nó bụng vô đây gặp đây là ăn búp bê nè. Có cá cơm à? Dạ, như cá cơm. Tươi luôn á. Hết rồi, chết cơm hết rồi. Thêm ra nữa dạ. Ngon. Đắp uống miếng rồi, đừng đắp nhiều. Nhiều nhéo. Để đâu đi thấy thế này ngon này là chấm chép với bơ này nữa nhỉ, chấm chép gì chấm mỡ mèo rất là ngon. Mình là chỉ lấy hải sản với cá thôi, chứ mình không có lấy thịt heo, thịt gà mình không lấy luôn, trắng gà là mình không lấy. Cái nào á nhẹ mình không làm được á thì mình ăn, giờ làm được giờ mình làm ngon nè. Chắc ăn với mưa có phải 5 đồng á. Cá rất là ngon bây giờ, cá rất là tươi. Hết này chắc mình thêm lấy thêm miếng cá đúng không á. Ở đây chút cho miếng nè. Để thôi cả nhà nói mình ăn xong mình không bút giờ mình ăn. Ngon không? Nhờ đỡ đúng không? Ừ. Chả ngon. Ừ.
búp bê nhiêu bé vậy? 25. Búp bê đây 25 đồng một nha. Cả nhà đi sang Hồ Xê lấy vô tiệm búp bê Super búp bê ăn rất ngon, 25 ngàn. Canh tây u sà 25 đồng một người. Go fit nè, go fit nha. Con này thì mình thích ăn cơm hầm rồi mình ăn được không? Cái gì vậy? Mực thạch xanh đó gì? Nó xinh vậy? Như khu này người Việt nhiều hơn. Còn mình thì thích ăn cơm hộp hơn. Cơm hộp ăn rất là ngon. Hải sản là mình rất là thích ăn. Mấy hộp bên này giờ biết gì không? Tương hộp. Mùi tương hộp. Mùi hoa người ta làm cá hay bỏ tương hộp? Dễ luôn, giờ mình thử luôn. Đây đóng cửa luôn. Không dọn rẻ luôn. Thank you.
về là ngủ luôn chứ. Ăn buffet này không giỏi, ăn từ từ. Không giỏi ăn từ từ. Hết chậm này ăn chậm lớn. Rất là ngon luôn. Mà cái này chi chua nó cái đó. Hồi nãy mày không có người chứ giờ đông hay gì ha? Sao đi khoảng 4 giờ tan sở ở đây rất là đông hay gì? 3 giờ thì vài người nãy mình vô có vài ba bạn, giờ rất là đông, xung quanh rất là đông nhiều. Mình mới vô thì đồ ăn tươi, còn hào ngon quá, giờ mình vô mình lấy thêm con hai con cho vợ mình cái nha. Hào rất là ngon cái nhà, thấy không? Đồ ăn khó nghi ngút luôn. Cút phê đi rất là ngon cả nhà. Đó, đây là sườn đó nha, sườn sa tế vậy mà sườn rất là ngon. Cái này nhẹ để chỉ giòn, hào, rất hết ở này, một hai con, vợ mình hai con, mình hai con, đó. Ba con thôi, tại mình một con này, còn cái này thì cái gì cũng không biết. Qua đây mình thấy tìm hàng mấy miếng cá nữa. Dạ không? Cá rất là tươi. À, cá này mình rất là thích ăn cá. Mình là một hai con cá như thế này. Cá này rất là tuyệt vời. Mình lấy bàn cá đi. Con cá này giống con cá cái gì ta? Cái chạch quế mình đây nha. Ăn rất là béo béo. Còn đây thì cá chiên, với một miếng cá chiên. Cái phê này thì rất là nhiều món đó nha. Còn đây là đồ ngọt. 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 Đồ ng
Để cái nó. Hình như là đây là bắt chân rồi đấy nè. Lại đây đây coi có gì ngon nữa. Mình lấy hai con tôm. Con tôm tôm tươi đúng không? Rất là ngon. Mình ra vô đây mình nhiêu đây chút mình lên về vài ký nữa đó. Đoạn đường này từ chỗ ăn này tới nhà mình là khoảng 3 tiếng nữa, mình phải ăn chừng heo thôi nha, về tới nhà là tắm rửa ngủ luôn. Cá này heo thả thì nhiều ăn giờ đây bọc lên gì không nhớ là chơi đủ ai là này cá mới gì cá gì mệt giang rồi về Bắc Kinh này nhỉ? Nãy giờ nó không có làm khổ. Bắc Kinh giòn ngáo gì? Khất ngọt quá. Khất ngọt không? Không thấy chua thấy ngọt mà. Nó ngọt, nó cứ là chua ngọt nhưng mà nó ngọt nhiều hơn chua. Hôm nay mình chia sẻ đi ăn buffet ở Santa Rosa đến đây hết cả nhà. Cả nhà đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn cả nhà nhiều. Chúc cả nhà một ngày tốt lành. Hẹn cả nhà video sau.